Vâng, chào anh em. Hôm nay tôi lại đi câu lục nha. Vẫn là cái ổ thính đấy thôi. Giống lần trước, giờ tôi sẽ một tuần đi câu lục và một tuần đi câu lăng xê vậy. Tại vì vật cái lọ, vật cái kia tôi chả biết câu cái nào. Lưỡng toàn thì rất khó. Tuần này tôi sẽ lại tiếp tục đi câu lục và tuần sau tôi sẽ đi câu lăng xê. Anh em đón xem video. Ở đây thì tôi có 2 cân cám gạo này. Có lẽ thì với nhiều anh em thì cái clip này rất chi là nhạt, nhưng mà với nhiều anh em mà mới đăng ký kênh, người ta mới vào, người ta không biết, với người ta video nó vẫn rất chi là mới, và theo tôi thì là kiến thức không bao giờ nó là thừa. Ở đây là 2 cân cám gạo và tôi sẽ chia lấy một nửa, 1 cân thôi. Còn một nửa thì anh em buộc kỹ vào để cho nó chấm ẩm mốc và treo lên để hôm sau còn đi câu. Đây vẫn hũ mẻ lần trước. Mẻ rất chỉ là ngấu này anh em này. Anh em lấy những cái mẻ ở bên dưới hũ mẻ này thì từ lâu lắm rồi. Tôi cũng chỉ áng chừng tôi lấy thôi anh em nhé, nó rơi khoảng 1 bát con rưỡi mẻ mẻ chua đấy. Nên mẻ chua này tôi hướng dẫn anh em làm rồi, không cần nói nhiều. Cầm nguội thì ăn thừa cứ đổ vào đây thôi là nó thành mẻ. Anh em đảo đều mẻ mà cả cắm gạo đây. Rồi, giờ đến lượt thính nền. Đây vẫn chưa câu hết cái chỗ thính nền thừa bốc ra. Này, bây giờ nó không có men, bởi vì cái lớp men trước thì tôi đã hớt rồi, mới 1 tuần. À, 5 bát. Đấy. Thính nền 5 bát, sau đây anh em lại đậy kín vào thôi. Cái thính nền này anh em nào mà chưa biết làm thì xem ở trong kênh có video hướng dẫn làm thính nền. Rồi anh em lại đảo đều hai lại lên.
Rồi hạt sốt. Sốt này tôi trước tôi gỡ ra để câu lăng xê, nó thừa ở ngoài. Tận dụng lốt để nó tí. Phần này sốt vẫn chưa đủ đâu. Cần thêm hạt sốt này. Ok, anh em cho hạt sốt vừa phải, không có là bị nổi cầu ổ lên nhá. Đấy, một số anh em mà thả thính mà bị nó nổi ổ lên là do anh em cho quá nhiều sốt, thế thôi. Tiếp theo là cám trứng. Và cám trứng mua giá thị trường nó rơi khoảng từ 8 đến 15 nghìn tùy chỗ người ta bán. Ok, và bây giờ cuối cùng là thính chảo. Thính chảo và trứng gà thế thôi. Đây là thính chảo này, một bát con rưỡi, một bát ăn cơm. Thính chảo thì tôi có hướng dẫn nhiều rồi nhưng mà rất chi là nhiều bạn hỏi đấy. Gần như video nào tôi cũng hướng dẫn luôn. Và nói lốt lần cuối, nó là gạo mới có đậu tương. Ví dụ 8 lạng gạo thì 2 lạng đậu tương rang vàng xay mịn thế thôi. Có thêm tí nữa đây. Nó là gọi là 1 cân thì là 8 lạng gạo và 2 lạng đậu tương rang vàng xay mịn thế thôi. Tôi xin phép tôi nói lần này là lần cuối cùng. Anh em nào mà xem mà tua hỏi thì tôi cũng chịu. Tôi sẽ bảo anh em xem lại video thế thôi. Tại vì có những cái vấn đề là video nói rất chi là rõ mà vẫn hỏi. Hỏi chứng tỏ là bạn không xem thì bạn mới hỏi thế thôi. Mất công tôi làm rồi mà. Cả tiếng đồng hồ. Rất chi là nhiều công sức mà bạn chỉ việc ngồi bạn xem thôi, chả có lý do gì bạn hỏi cả. Tất nhiên là hỏi hỏi là ok, thế nhưng mà hỏi nó như nào, hỏi cái gì mà nó không liên quan mà mình không nói trong cái video hỏi thì ok, mà cái gì mà nó có trong video mà mình đã nói rồi thì mình sẽ không nói lại. Ok, ba quả trứng gà công nghiệp. Thế là xong, có một ổ thính câu trôi mè chấm chắp linh tinh thập cẩm này, nó chủ yếu là trôi trôi mè thôi. Thực ra thì trôi bản tính là nó thích ăn chua mới cả thơm, nhưng mà anh em đừng hiểu nhầm là trôi nó thích ăn mỗi chua, thơm nó cũng rất chi là thích ăn. Ok, thế nó có một ổ thính khoảng tầm 5 kg. Bây giờ cho vào túi bóng và ra hồ câu thế thôi. Hôm nay thì tôi lại bản tình ca một mình rồi. Đâm ra là rất khó để quay phim.
Hôm nay thì tôi sẽ đánh tứ và không đánh lục nữa. Như vậy là xong, có một ổ thính câu lục anh em, câu chạm câu bảy, tùy anh em, tôi toàn câu chạm không câu bảy. Xiên linh thì nó có rất chi là nhiều thứ xiên, xiên ngô, xiên ốc, xiên giun. Hôm nay thì tôi có đi đào được một con giun, tôi lấy thì chiều tôi xiên. Cứ bảo chăm chắp các thứ linh tinh không ăn giun, tôi thấy con gì nó cũng ăn giun hết. Này ok. Tất nhiên là tùy quan điểm của từng người một thôi. Tôi theo như tôi thấy thì thực tế thì tôi vẫn thấy là giun, các loại cá cá nào ăn hết. Rồi đến công đoạn là kiểm tra đồ câu, kiểm tra xem cần dây cước như nào, nó có bị xước hay không. Đã chuẩn bị đồ để đi chiến, phao câu cá, chặn. Đấy, hôm trước tôi vặn chặt quá tôi không thu vào được. Đây, tôi mang bốn cái tứ đi. Không có một cái lục nào cả, đánh chuyên tứ. Trước tôi vặn chặt quá đấy. Lúc về không không. Không ấy được. Anh em tuốt cước ra xem nó có bị xước hay không. Mà xước thì thay đi. Đấy, bị xước này, nhìn thấy bị xước này anh em mà cần phải cắt bỏ ra để đảm bảo cho quá trình câu nó không bị nổ dây.
Cái con cần câu này anh em mấy lần nó hỏi tôi bảo là cần gì thì tôi bảo tôi nói thật là tôi không biết là cái cần gì. Cần này là cần anh em tặng. Máy thì tự mua thôi. Máy này cũng máy rẻ. Nói thật chứ câu máy này nó đắt hơn cả cái máy Zolo nhưng mà tôi không thích câu bằng máy Zolo đâu. Máy Zolo câu sướng hơn nhiều. Rồi ok anh em. Này và sau vào một cắt ghế câu cá nước lọc đi đánh lăng xê thì mang đi thôi nhưng mà mày không đi đánh lăng xê mày cất nhà. Hôm nay tôi đi câu tối mà 5 rưỡi chiều tôi mới đi đến 9-10 giờ thì phải nên tôi mới mang đèn pin. Ok, túi đựng cá không thể thiếu. Nó thuốc xịt muỗi này. Ok anh em, vậy là đồ đạc đã đủ hết rồi, kiểm tra đồ đạc đủ. Cần câu ok, thính câu ok. Mồi câu. Ok, bây giờ thì đến đây là tôi trộn lúc 2 giờ chiều rồi. Tầm 5 giờ chiều thì tôi sẽ đi. Ok anh em. Giờ đến hồ tôi sẽ cố gắng tôi quay cái lúc thả thính xong. Anh em 5 giờ 30 chiều rồi nhá. Sắp tối rồi. 5 giờ 30 rồi. Chính xác là 5 giờ 26 phút. Đây, bắt đầu đi xuống đến hồ một tí là thả thính xong tí nó tối thôi. Ok anh em. Đây anh em vừa ra đến hồ nhá. Đây, bắt đầu ra cần ra kiếc rồi phao phùng. Rồi, không có người quay phim nhá. Tôi ném thính xong rồi tôi quay tiếp anh em. Anh em vừa ném thính xong nhá. Đây, câu gần thôi không câu xa này. Đây, tôi vừa ném thính xong. Ok anh em. Đó, ngồi xem có cá hay không thôi.
Đấy, cả cuối xung quanh rồi, ok anh em. Không có ai, một mình. Đầu tiên có hàng thì tôi giật lên thì tôi quay, không có thì chịu. Hôm Ok nay anh được em. cái không thì không biết này. Nhưng mà tôi vừa ném thính xong khoảng 15 phút thì tâm nó lên rất là kinh khủng. Này, tâm lên rất chi là nhiều. Cả có hay không thì chưa biết. Ok anh em. Sau 30 phút này. Trời bắt đầu sầm xì tối rồi. Tự dưng lại sóng mà bầm bầm này anh em này. Tự dưng lại có gió. Rất chi là khó nhìn phao. Cá mú thì vẫn chưa thấy gì. 30 phút rồi. Im re. Khả năng móm rất chi là cao. Chưa biết được. Đến tối nó mà lặng lặng gió thì vớ vẩn lại tươm. Ok anh em. Anh em, hôm nay tí nữa thì móm vừa mất một con chấm to rồi. Đây là con trôi này. Con trôi thì khoảng gần 2 cân thôi. Vừa mất một con chấm to. Hôm nay đen, nếu mà lên đủ đẹp thì là được hai con. Mới quanh bây giờ được có một con. Đây, mồi câu nó vẫn hiệu quả, trôi. Được con trôi này cũng được rồi, nhưng mà vừa mất con to tiếc. Ok anh em thế nhá, nay không có ai đi cả, một mình tôi không phim phỏ gì được, anh em thông cảm. Ok.